Chuyện cổ tích loài người. Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con. Trên trái đất trụi trần, không dáng cây ngọn cỏ. Mặt trời cũng chưa có, chỉ toàn là bóng đêm. Không khí chỉ màu đen, chưa có màu sắc khác. Mắt trẻ con sáng lắm, nhưng chưa thấy gì đâu. Mặt trời mới nhô cao, cho trẻ con nhìn rõ. Màu xanh bắt đầu cỏ, màu xanh bắt đầu cây. Cây cao bằng gang tay, lá cỏ bằng sợi tóc, cái hoa bằng cái cúc. Màu đỏ làm ra hoa, chim bấy giờ sinh ra, cho trẻ nghe tiếng hót. Tiếng hót trong bằng nước, tiếng hót cao bằng mây. Những làn gió thơ ngây truyền âm thanh đi khắp, muốn trẻ con được tắm. Sông bắt đầu làm sông, sông cần đến mênh mông. Biển có từ thuở đó, biển thì cho ý nghĩ. Biển sinh cá sinh tôm, biển sinh những cánh buồm, cho trẻ con đi khắp. Đám mây cho bóng rợp, trời nắng mây theo che. Khi trẻ con tập đi, đường có từ ngày đó. Nhưng còn cần cho trẻ tình yêu và lời ru. Cho nên mẹ sinh ra để bế bồng chăm sóc. Mẹ mang về tiếng hát từ cái bóng cái bang, từ cái hoa rất thơm, từ cánh cỏ rất trắng, từ vị gừng rất đắng, từ vết lấm chưa khô, từ đầu nguồn cơn mưa, từ bãi sông cát vắng. Biết trẻ con khao khát chuyện ngày xưa, ngày sau. Không hiểu là từ đâu mà bà về ở đó, kể cho bao chuyện cổ. Chuyện con cóc nàng tiên, chuyện cô Tấm ở hiền, thằng Lý Thông ở ác. Mái tóc bà thì bạc, con mắt bà thì vui. Bà kể đến suốt đời cũng không sao hết chuyện. Muốn cho trẻ hiểu biết, thế là bố sinh ra. Bố bảo cho biết ngoan, bố dạy cho biết nghĩ. Rộng lắm là mặt bể, dài là con đường đi. Núi thì xanh và xa, hình tròn là trái đất. Chữ bắt đầu có trước, rồi có ghế có bàn, rồi có lớp có trường. Và sinh ra thầy giáo, cái bảng bằng cái chiếu, cục phấn từ đá ra. Thầy viết chữ thật to, chuyện loài người trước nhất,